Hi Dylan. Hôm nay là Dylan đi Bonsai Chica Ecology Research, chỗ để bảo tồn động thực vật hả anh hả? Nó gọi là chỗ. Chỗ này em KL đã đi rồi, hôm nay em KL quay lại với mọi người. Chỗ này Bạch Kinh ở đây là Phi nha. Bạch Kinh góc đường này là Highway ha anh ha. Bạch Kinh ở Highway 1 thì Phi, nhưng mà Bạch Kinh ở Warner thì trả 15 đồng. Hai bạn phát hiện ra con gì rồi? Stingray hả? Quiet. Ở đây là mình quiet, không có thấy nó rồi la làng gì là nó sợ. Cái rút phít các con mà chụp hình thì chắc không thấy, quay phim không thấy rồi. Camera này không thấy các con bơi bơi rồi. It's so small. Thank you.
chim. Con chim nó trốn trong này để giúp cho nó không có bị mấy cái con khả vô đi tấn công á. Cái cây tre là con cái đẹp, con thấy cái chữ không? Cái chữ Z, chữ Y á. Nó là những cái chỗ đó là những cái chỗ người ta để che trứng. Thank you.
bên này chim nhỏ nhỏ à. Mấy chim nhỏ nhỏ.
nó mới ấm lên chứ. Quá trời baby bird dưới này nè. Nguyên rất luôn. Hay là cái giống chim nhỏ nhỏ. Cái gì là không có chim nhỏ. Không có bé nào không bay. Vừa đi vừa nhảy giống như nãy đó kìa lờ. Nhảy giống như nãy á, con vừa đi con vừa nhảy á. Hái chưa kìa con, nó xuống kìa. Nó xuống kìa. Được 2 mai nữa, 1 mai giờ đi ra. Đi bộ dần hơn mai nha. Đó, em nghe lời chị, cái đó là cái gì? Cái gì? Tóc của bà phù thủy hả? Tóc bà phù thủy. Nó bay lại bố rồi. Hai ông đang hát cái gì mà ôm nhau hát không?